Chương 1 Đi y nhận được bảo Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Lời mở đầu, chương 1 sẽ hơi lan mang dài dòng một xíu vì để giới thiệu mình và các loại quan trọng cần biết trong truyện. Mọi người muốn đọc truyện cho dễ hiểu thì tốt nhất nên đọc kỹ chương này nhá. Tu tiên giới từ xưa đến nay hoàn toàn là một thế giới tàn khốc, mạnh được yếu chết. Cảnh giới của tu sĩ theo thấp lên cao như sau. Tụ linh cảnh, chính tầng cảnh giới, thoát phạm cảnh, sơ kỳ, trung kỳ hậu kỳ, đỉnh phong, tạo đan cảnh, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, nguyên anh cảnh, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, loạn anh kỳ. Muốn tu luyện được thì trước hết tu sĩ phải có linh căn. Linh căn càng mạnh thì tu sĩ càng tiến được xa hơn trong con đường tu luyện, từ thoát phạm cảnh. Mỗi lần tăng lên một cảnh giới lớn thì tu sĩ sẽ được tăng thêm tuổi thọ nhất định. Người ta nói tu tiên cầu trường sinh nhưng đấy có phải là sự thật không thì chưa ai kiểm chứng, bối cảnh chúng ta trong truyện sẽ là đại lục Đại Việt một vùng đất to lớn tiếp giáp hải vực, chúng ta bắt đầu truyện thôi, Hỏa Thành là một thành nhỏ thuộc sự quản lý của Thanh Hỏa Môn vị trí nằm ở trung vực của đại lục Đại Việt, Thanh Hỏa Môn là một môn phái tu tiên bá chủ của một vùng 2 km xung quanh Hỏa Thành. Với một vị lão tổ thoát phàm cảnh tòa trấn, vì thanh hỏa môn là môn phái lớn nhất 2 km xung quanh hỏa thành cho nên việc con em được làm đệ tử của thanh hỏa môn là một việc đáng tự hào của người dân nơi đây vì thế lễ tuyển đệ tử một năm một lần của thanh hỏa môn là ngày trọng đại nhất trong năm của người dân nơi đây hôm nay tự đúng là cái ngày trọng đại ấy từng top những nam hài nữ hài ra vào cửa lớn của thanh hỏa môn liên tục những người đi ra thì có hai loại cảm xúc một loại là vui mừng hớn hở một loại là mếu máo khóc trống tất nhiên những người vui mừng là những người trắc thí linh căn đạt điều kiện được nhận làm đệ tử của thanh hỏa môn, còn lại thì tất nhiên là ngược lại trắc thí không đạt không được thanh hỏa môn nhận làm đệ tử. Tuy nhiên trong số đó có một nam hài là ngoại lệ, hắn không vui mà cũng chả buồn, hắn nhìn vào thanh hỏa môn nói nhỏ, tu tiên được thì ngon lắm sao, ta đây không tin ngoại tu tiên ra thì không còn cách nào khác mạnh lên, đợi ta đi, đến lúc đó ta sẽ đè thứ các ngươi gọi là tiên nhân xuống đít mà đê. Tê lên mặt hắn một cái, để cho toàn thể các ngươi đều thúi. Mặt nói xong hắn phất tay một bộ dáng rất ngầu sau đó đi nhanh về hướng xa, hắn cũng không phải muốn đi như vậy đâu, hắn còn chưa chửi đã a, à, nhưng mà lúc hắn nói những lời khi nãy, hắn thấy có một nữ hài nhìn chầm chầm vào hắn, thế là hắn mới làm bộ thanh cao mà ly khai chứ nếu không bị đè đầu ra đánh thì khổ. Tên Nam Hài vừa xàm ngôn này tên là Huỳnh Trấn Thiên năm nay 10 tuổi, mặt chữ dê gốc cạnh rõ ràng, mắt sắc bén, mũi cao, môi mỏng nhìn khá là âm nhu, đừng hiểu lầm hắn không phải gây đâu nha, tất cả đều là hình thành từ khi hắn sinh ra, trắc thí linh căng thì hắn biết mình có một cái phế linh căng cũng không phải thật sự là phế linh căng nhưng mà linh căng hắn không nằm trong ngũ hành, không phải dị linh căng và quan trọng hơn là không hấp thu được linh khí vì thế thanh hỏa môn kết luận hắn là một cái phế linh căng, Huỳnh Trấn Thiên là một đứa mồ côi, hắn cha mẹ chết năm hắn lên 7 tuổi. Lý do dẫn đến tử vong là nhìn thấy một trận chiến của tu sĩ tụ linh cảnh dẫn đến đau tim mà chết, kể từ đó hắn được cô ruột mình đem về nuôi, và tài sản cha mẹ hắn để lại đều bị cô ruột hắn lấy hết, vì từ nhỏ hắn đã gặp nhiều sự tình kinh người nên tự tâm lý hắn trưởng thành rất sớm, hắn truy cầu duy nhất là biến mạnh để có thể bảo vệ được mình, theo hắn nhớ thì cảnh giới từ thoát phạm cảnh trở lên thì tu sĩ sẽ được tăng thêm tuổi thọ, đến nguyên anh cảnh trong truyền thuyết thì sẽ được phi thăng làm tiên được trường sinh bất lão. Mà hắn lại rất tham sống sợ chết nên hắn truy cầu chính là làm mình trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ được mình, nhưng giờ nghe tin không tu luyện được làm cho giấc mơ hắn tan thành mây khói, Huỳnh Trấn Thiên hướng phương hướng nhà hắn đi về, thật ra bây giờ là nhà của cô hắn, giấc mơ tan biến thì cứ để nó tan biến đi, hắn tốt nhất vẫn là về nhà làm ruộng cho đơn giản, đi đến một cánh đồng hoang vén hắn đột nhiên cảm thấy hơi đau bụng vì vậy ngay lập tức chạy vào một bụi cây gần đó đi ị, tức là đi ỉa đó các đạo hữu, bụt bụng bụng. Bẹt một mùi hôi thối vang ra, trong bụi cây cách chỗ huỳnh trấn thiên không xa truyền ra một tiếng kinh hô, a à, thật nặng mùi, tại sao lại mất vệ sinh như vậy chứ? Tiếp theo đó một nam một nữ quần áo sọc sệt từ bụi cây đó chui ra sau đó chạy mất hút. Huỳnh Trấn Thiên nhìn về phương hướng đi xa hai người kia mắng, ai trên đời lại không đi ị chứ, mà đã đi ị thì phải có mùi rồi, hai người các ngươi chịch nơi công cộng lại không mất vệ sinh hay sao mà nói ta, thật là cậu nam nữ cùng chó dao hoang đồng. Dạng bộ dáng đều muốn giả chiến, đột nhiên Huỳnh Trấn Thiên nhìn thấy ở trong bụi cây chỗ mình đang đi ị có một cái hộp màu đen với những đồ án tinh xảo nhìn khá đẹp mắt, nhìn cái là biết cái hộp đen này đắt tiền rồi. Hắn là người khá ham tài vì vậy không nói một lời đem cái hộp ấy giấu vào tay áo, xong tiếp tục đi ị rồi sau đó chạy thẳng về nhà. Về đến nhà hắn cũng theo lễ chào hỏi cô Dượng, xong xuôi rồi hớn hở về phòng đem cái hộp màu đen kia ra soi mói, hắn muốn xem thử cái hộp này làm bằng chất liệu gì, có thể bán với giá bao nhiêu. Thật đẹp à, cái này bán chắc được nhiều tiền lắm đây, lần này ta vận khí thật tốt, vậy mà đi ị nhận được bảo. Huỳnh Trấn Thiên nhìn cái hộp màu đen tinh xảo trên tay nói, tại hắn sờ mó, ngửi, liếm cuối cùng tạm thời, hắn chưa có kết luận gì về chất liệu tạo ra cái hộp này, mà đã chưa biết rõ chất liệu của cái hộp này thì hắn cũng chưa có ý định bán, hắn muốn phải bán với đúng giá của cái hộp này. Bây giờ bán lỡ đâu bán rẻ hơn giá trị của cái hộp đen này thì ăn cứt, Huỳnh Trấn Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ sau đó buồn rầu thì thầm chẳng lẽ ta thật sự không thể tu luyện hay sao, chẳng lẽ ta lại giống như cha mẹ ta vì thấy tu sĩ đánh nhau mà lên cơn đau tim chết, hay là ta tu võ, được rồi quyết định vậy đi mai sẽ đi tìm mảnh hổ ban để mà xin gia nhập, hắn nói xong ông cái học màu đen vào người sau đó chui lên giường ngủ luôn, tối hôm ấy chiếc học màu đen hắn ông trong tay đột nhiên phát ra những hắc khí lập lệ sau đó chui vào người hắn. Sau một lúc mọi thứ lại trở lại bình thường, sáng hôm sau Huỳnh Trấn. Thiên thức dậy cảm thấy người mình hơi khác thường, nghi hoặc một lát rồi hắn cũng tự bỏ qua luôn, xem như ngủ dậy cho nên mới có cảm giác như vậy. Hắn rửa mặt cho thanh tĩnh rồi hướng nhà bếp tìm cái gì ăn lót bụng, xong xuôi rồi hắn bước chân ra khỏi nhà hướng về phương hướng thanh hỏa môn mà đi. Chưa đi được bao xa thì một giọng nói ngọt ngào vang lên, anh Thiên đi đâu vậy? Dẫn Nana di theo với, hôm nay Nana có việc vui muốn nói với anh. Chỉ thấy một nữ 20 tuổi, mặt đẹp, mũi cao, mắt to rất là dễ thương. Nàng được gọi là Nana, con gái của nhà hàng xóm, bình thường Huỳnh Trấn Thiên rất hay chơi đùa cùng nàng, vì vậy tình cảm hai người rất tốt. Huỳnh Trấn Thiên một bộ dáng trưởng thành nói: "Ta đi công việc một xíu, Nana ở đây làm chi vậy?" Cô bé nghe hắn nói nhớ tới chính sự vội vui vẻ nói: "Nana chắc thí linh căn đạt chuẩn được thanh hỏa môn thu làm đệ tử đấy, anh Thiên thấy Nana có giỏi không?" À mà anh Thiên chắc thí có thành công? không huỳnh trấn thiên nghe nàng hỏi vậy vội ho khan vài cái làm bộ thanh cao nói hai y ít linh căn của ta quá ưu tú cho nên thanh hỏa môn không dám thu ta làm đệ tử chắc phải tìm một đại phái lớn hơn mới có thể lưu ta được Nana nghe vậy thì sùng bái nhào vào ngực hắn nói anh thiên là ưu tú nhất sau này nhớ phải bảo vệ Nana đấy nha Huỳnh Trấn Thiên nhẹ vuốt đầu nàng nói Được rồi ta mạnh thì ta sẽ bảo vệ Nana. Nói xong hắn không khỏi thấy hơn buồn Sau này tiên phạm cách biệt không biết na Na khi ấy có nhào vào lòng mình làm nũng như vậy nữa không? Hắn cáo biệt Na Na xong rồi tiếp tục hướng phương hướng mạnh hổ bang mà đi, dù sao gia nhập bang phái cũng được phát cho một quyển công pháp tu luyện võ công, biết đâu hắn là một cái kỳ tài võ thuật trong vài năm không chừng lại trở thành tiên thiên cường giả, lúc đấy tụ linh cảnh tầng 9 cũng phải nể hắn ba phần, nghĩ vậy cuối cùng hắn cũng đến trước mạnh hổ bang, viết phi thăng tu chân quyển vẫn được viết tiếp, các đạo hữu đang theo dõi nó. Thì không cần lo vấn đề drop nha nghe trọn bộ tại mê truyện audio com link trực tiếp ở phần mô tả